Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết là trong ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, toàn quốc đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người và bị thương 17 người. Thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2022, giảm 4 vụ tai nạn, giảm 1 người tử vong và giảm 1 người bị thương. Về tình hình xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã phát hiện xử lý 9.703 trường hợp vi phạm, phạt tiền 20 tỷ 877 triệu đồng, đồng thời tạm giữ 168 xe ô tô, 4.426 xe máy và 18 phương tiện khác, trong đó vi phạm về nồng độ cồn chiếm cao nhất với 3.428 trường hợp. Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, từ chiều ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 5, tình hình giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến cao tốc sẽ nóng lên do người dân quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân di chuyển nên chọn khung giờ phù hợp, giữ tốc độ cho phép và tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.